Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Radio Tư vấn Du học Online của công ty Tư vấn Du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm. Và hôm nay thì Tân Đại Dương sẽ chia sẻ đến các bạn tại sao các bạn nên chọn du học Mỹ. Các trường đại học Mỹ được biết đến rộng rãi nhờ vào chất lượng giảng dạy và nghiên cứu. Nước Mỹ là điểm đến số 1 của sinh viên quốc tế muốn tìm kiếm cơ hội học cao hơn tại nước ngoài. Và nơi đây có hệ thống giáo dục đa dạng và linh hoạt nhất trên thế giới. Hiện nay thì khoảng 30% số lượng sinh viên quốc tế của thế giới đang học tập tại Mỹ. Và bạn có bao giờ tự hỏi là tại sao giáo dục bậc đại học và sau đại học của Mỹ lại phổ biến trên thế giới như thế? Vì thứ nhất là chất lượng giảng dạy xuất sắc, Mỹ đã xây dựng thành công một trong những hệ thống giáo dục tốt nhất trên thế giới với nhiều chương trình xuất sắc ở các lĩnh vực học. Ở bậc đại học, các trường đại học Mỹ có nhiều chương trình nổi trội trong các ngành học phổ biến cũng như là các lĩnh vực chuyên môn để sinh viên lựa chọn. Ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ thì sinh viên thường xuyên có cơ hội học và làm việc với các nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới. Bằng do các trường đại học Mỹ cấp được công nhận trên toàn thế giới nhờ vào chất lượng giảng dạy xuất sắc. Thứ hai là cơ hội học tập đa dạng. Hệ thống giáo dục đại học và sau đại học của Mỹ đem lại rất nhiều lựa chọn cho sinh viên. Thiết kế của chương trình học luôn đặt tầm quan trọng của việc xây dựng một chương trình thiết kế cân bằng giữa nền tảng lý thuyết và vững vàng cả những kỹ năng làm việc thực tế. Nếu bạn đang tìm kiếm một chương trình học ít phổ biến hoặc là một ngành học rất riêng biệt, như là nghiên cứu về tuổi già và quá trình lão hóa, bạn sẽ tìm được nhiều chương trình như vậy ở Mỹ để bạn lựa chọn. Và thứ ba đó là công nghệ tiên tiến, kỹ thuật đỉnh cao. Các trường đại học ở Mỹ luôn là những người dẫn đầu về công nghệ và khoa học kỹ thuật trên thế giới và cam kết sử dụng những công nghệ và kỹ thuật này trong giảng dạy nhằm giúp sinh viên tiếp cận được những công nghệ mới nhất trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và các ngành có liên quan khác. Nhờ vậy thì các trường ở Mỹ đã đào tạo một đội ngũ sinh viên tốt nghiệp sẵn sàng tham gia ngay vào thị trường lao động với đầy đủ các kỹ năng cần thiết và khả năng sử dụng những công nghệ kỹ thuật mới nhất. Tiếp theo là về cơ hội nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo khi các bạn du học tại Mỹ. Tại Mỹ thì sinh viên theo học các chương trình sau đại học có cơ hội tích lũy nhiều kinh nghiệm quý giá về nghiên cứu và giảng dạy thông qua các chương trình trợ lý nghiên cứu và trợ giảng. Những chương trình này còn giúp sinh viên trang trải phần nào chi phí học tập. Những kinh nghiệm thực tế mà sinh viên tích lũy được sẽ cực kỳ hữu ích cho tương lai nghề nghiệp trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy. Tiếp theo đó là chương trình dạy linh hoạt. Hệ thống giáo dục đại học và sau đại học của Mỹ có nhiều lựa chọn về khóa học trong cùng một chuyên ngành, cũng như là có nhiều cơ hội cho sinh viên chuyển ngành hoặc theo học chương trình đa chuyên ngành. Ở giai đoạn nâng cao của chương trình đại học thì sinh viên có thể tự điều chỉnh chương trình học để phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp của bản thân. Tiếp theo đó là các dịch vụ hỗ trợ dành cho sinh viên quốc tế. Các trường đại học Mỹ luôn chào đón sinh viên quốc tế và có hệ thống hỗ trợ giúp sinh viên thích nghi tốt nhất với cuộc sống tại Mỹ. Dịch vụ tại các văn phòng sinh viên quốc tế giúp sinh viên chuyển tiếp vào môi trường sống mới dễ dàng hơn. Các hoạt động hỗ trợ được tổ chức trong suốt cả năm học, từ việc tổ chức chương trình hướng dẫn thông tin hội nhập ban đầu đến các hỗ trợ sinh viên trong kỹ năng viết học thuật và đặc biệt là kỹ năng viết hồ sơ tìm việc dành cho sinh viên sắp tốt nghiệp. Tiếp theo là về vấn đề đời sống sinh viên khi du học tại Mỹ. Các trường đại học Mỹ mang lại nhiều lựa chọn đa dạng trong chương trình học cùng các hoạt động văn hóa và thể thao dành cho sinh viên. Điều này không những giúp sinh viên làm giàu thêm kinh nghiệm học tập mà còn giúp sinh viên làm quen với nhiều bạn bè và trở thành một công dân quốc tế. Bên cạnh các hội nhóm và câu lạc bộ sinh viên, trường đại học của bạn có thể có thêm đội bóng. Và cuối cùng đó là nền giáo dục của toàn cầu. Việc học tập cùng những trải nghiệm có được từ một trường đại học Mỹ được đánh giá rất cao và có danh tiếng trên thị trường làm việc quốc tế. Giáo dục Mỹ đặc biệt chú trọng việc đào tạo hướng dẫn đến các mục tiêu nghề nghiệp lâu dài của sinh viên. Việc học tập tại Mỹ sẽ giúp sinh viên phát triển sự tự tin, xây dựng kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng thích nghi và giao tiếp trong môi trường đa văn hóa. Tất cả những kỹ năng này đều được đánh giá cao bởi các nhà tuyển dụng trên khắp thế giới. Và mọi thông tin chi tiết về hồ sơ du học Mỹ thì các bạn có thể liên hệ đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương qua địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc các bạn có thể gọi đến số 0838382080, hoặc các bạn truy cập vào website tân đại dương.edu.vn hay tddvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.